ba ngoan tam bảo, cuối sinh đức tự phụ A Di Đà Phật cho phép đệ tử chúng con được phép đứng chiêm ngưỡng đức tướng trang nghiêm oai nghi của đức tự phụ A Di Đà Phật 15 giây. A Di Đà Phật. Hỏi hướng
hướng nhân ngại kỷ công của hương linh Phật tử Đinh Văn Ba. Quyền tam bảo chứng minh quay hạnh hộ niệm Bồ Tát Thinh Văn Phạm Vương Đế Tư Thiên Vương chúng thiên lâm bát bộ hộ pháp hiện hạng sinh đồng thị giả hồ cho hời ba công phu niệm phật của chúng con được thành tựu viên mãn để chúc phật công đức hồi hướng trang nghiêm tây phương phật tịnh độ xin hồi hướng đến cho hướng linh Đinh Văn Ba mất ngày 16 tháng 8 các hồi hướng đến cho ông nội Nguyễn Văn Bộ mất ngày 23 tháng 7 và nội là Đinh Thị Gâm hưởng thọ 83 tuổi mất ngày 20 tháng 2 các hồi hướng đến cho hương linh Nguyễn Văn Mạnh mất tháng 5 mất ngày 5 tháng 7 Nguyễn Văn Dẻo mất ngày 14 tháng 6, Nguyễn Thị Tám hưởng họ 79 tuổi, Nguyễn Thị Tâm hưởng dương 12 tuổi, và hồi hướng công đức niệm Phật này đến cho cô Nguyễn Hạch Tổ của gia đình Phật tử gia chủ. Nguyện công đức niệm Phật này mà chư vị hương linh sớm pha mê khai ngộ buông xả được dạng duyên một giả chi hạnh xứng niệm dạng đức hồng danh A Di Đà Phật sớm nhận ra được ánh sáng quang minh của đức Phật A Di Đà phát khởi được lòng hành kính quyện quy Phật quy pháp quy tăng quyện quy vào ánh sáng quang minh của đức Phật A Di Đà quyện vạn sanh tây phương cực lạc quốc và xin hồi hướng công đức niệm Phật này đến cho các chư vị hữu hình và vô hình đang hiện tại có mặt trên vùng đất này nguyện cho ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh tây phương cực lạc quốc và hồi hướng công đức niệm Phật này sâu rộng đến giới chúng sanh trong khắp pháp giới tận cõi hư không xin nguyện cầu kẻ âm được siêu người dưỡng hành hơi pháp giới chúng sanh đồng sanh về tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật xin cung hỉnh đại chúng chúng ta đồng thổi hành kính lên tay Phật. Chúng ta tán Phật đi để nguyên vũ hấp nhiên. Đang lăng la Yeah.
Thank you.
Phật A Di Đà Phật A Di
Ba la ma ma ya ma ta ta ma na.
Long may come and
đau đầy nhiều qua biết trên yên tây sợ thúc sứ hơn an lành. Nam mô hộ pháp chữ tôn bồ tát, nam mô hộ pháp chữ tôn bồ tát, nam mô hộ pháp chữ tôn bồ tát. Ma ha tát đại cảm ứng vô sai quan giác đạo tràng chứng minh công đức thiện tiền để tự chúng đàn cung đối phật tỳ một giả chí hạnh sự niệm giảng đức hồng danh A Di Đà Phật. Xin cho đệ tử chúng con hạnh tâm nguyện đem công đức niệm Phật này hồi hướng trang nghiêm tây phương Phật tịnh độ. Xin hồi hướng nhân ngày kỷ cơ của hương linh Phật tử Đinh Văn Ba mắt ngày 16 tháng 8 cặp hồi hướng đến cho ông nội là Nguyễn Văn Bộ mắt ngày 23 tháng chạp bà nội là Đinh Thị Gấm hưởng thọ 83 tuổi mắt ngày 20 tháng 2 cặp hồi hướng cho linh Nguyễn Văn Mạnh mắt ngày 15 tháng chạp Nguyễn Văn Dẻo mắt ngày 14 tháng 6 Nguyễn Thị Tam hưởng họ 79 tuổi Nguyễn Thị Tam hưởng dưới 12 tuổi và hồi hướng đến cho chân vị quán gia trai chủ của Nguyễn Hát Sơn của gia đình Phật tử gia chủ Nguyễn nhờ công đức niệm Phật này mà chư vị hương linh sớm pha mê khai ngộ buôn xá được giảng viên một giả chi hạnh sự niệm giảng đức hồng danh A Di Đà Phật sợ nhận ra được ánh sáng quang minh của đức Phật A Di Đà Phật khởi được lòng thành kính quy quy Phật quy Pháp quy Tăng quy quy vào ánh sáng quang minh của đức Phật A Di Đà nguyện vạn sanh tây phương cực lạc quá các thời hướng công đức niệm Phật này để cho các chư vị hữu hình và vô hình hiện đang có mặt trên vùng đất này nguyện cho nếu có ai hay nghe điều phát tâm bồ đề hết một bao thân này đồng sẵn cực lạc quá thử nguyện hồi hướng công đức lành này đến cho chân vị hướng linh phong linh hướng linh thai nhi và đảm bảo chữ hướng linh anh hùng chiến sĩ vị quốc giống thân đọc là bạc từ nàng hợp dĩ lỗi tu hồn trùng sanh ngộ sát nguyện cho hương linh tất xả nay rồi siêu sinh tình đầu phổ nguyện siêu dương hỡi pháp giới chúng sanh đồng sanh về tình ta Yeah.
Di Đà Phật. Xin cung kính đại chúng chắp tay trang nghiêm hành kính lắng lòng thanh tịnh và suy ngẫm những điều như sau. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, công phu của sự lập. Chúng con xin quyền sống và tu tập khi họ dùng thức ăn này. Giờ đây xin cung hình đầy chúng tay buông bát cơm, dùng ba muỗng đầu tiên. Muỗng thứ nhất, con xin quyền sống và tu tập cho được an vui. Muỗng thứ hai, con xin quyền giúp cho đời bớt khổ. Muỗng thứ ba, con xin nguyện học hạnh buông xả để cho lòng luôn được quan hỷ. Xin cung hỉnh đầy chúng đồng bỏ bát cơm xuống, chắp tay lại và quán năm phép quán. Quán thứ nhất, con xin xét công phu tu tập của mình nhiều hay ít so với thức ăn này. Quán thứ hai, con xin xét đức hạnh của mình thiếu hay đủ mà họ dùng sự cúng dường này. Quán thứ ba, con xin luôn ngừa tâm tham, tâm sân, tâm si là nguồn gốc, là gốc rễ để phát sinh ra mọi tội lỗi. Quán thứ tư, đây là vị thuốc hay để chữa lành bệnh khô gầy cho thân thể. Quán thứ năm, vì muốn hành tụ đạo nghiệp nên con họ dùng thức ăn này. Con xin quyền đời đời kiếp kiếp quy y Phật. Con xin quyền đời đời kiếp kiếp quy y Pháp. Con xin quyền đời đời kiếp kiếp quy y Tăng. Con xin quyền đời đời kiếp kiếp quy y vào ân sáng quảng minh Phật A Di Đà. Từ nay đến khi con bỏ thân này, con nguyện thay đức Phật A Di Đà hiện thân phóng quang nhiếp độ cho con. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quang hoa, con xin quyền đời đời kiếp kiếp quy y Phật. Con xin quyền đời đời kiếp kiếp quy y Tăng. Con xin quyền đời đời kiếp kiếp quy y vào ánh sáng quang minh Phật A Di Đà. Từ nay đến khi con bỏ thân này, con nguyện thay đức Phật A Di Đà hiện thân phóng quang nhiếp độ cho con. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quang hoa, con xin quyền đời đời kiếp kiếp quy y Phật. Con xin quyền đời đời kiếp kiếp quy y Pháp. Con xin quyền đời đời kiếp kiếp quy y Tăng. Con xin quyền đời đời kiếp kiếp quy y vào ánh sáng quang minh Phật A Di Đà. Từ nay đến khi con bỏ thân này, con nguyện thay đức Phật A Di Đà hiện thân phóng quang nhiếp độ cho con. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quang hoa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di
Phật nguyện hằng mặc y phục thường nhớ công người mai dệt cơm ngày ba bữa thường nhớ đến nỗi khổ già nông học đạo tỏ hồng luôn khắc ghi lời thầy tổ răng dài nguyện cho thấy chủ phát tâm cúng dường ruộng phước thêm gieo nguyện cho kẻ âm được siêu người dưỡng hành hơi pháp giới chung sanh đồng sanh về tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này để tư và chung sanh đồng sanh về tịnh độ A Di Đà Phật. Cung hỉnh đại chúng hòa